Xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu cái dòng ampli đa kênh của Đà Nông, có model là AVR4311. Đây là thuộc dòng đời mới của hãng Đà Nông, với kiểu dáng rất là sang trọng và công nghệ hiện đại. Đây là thuộc dòng ampli đa kênh 9.2, sở hữu rất là nhiều cái công nghệ, với là cái kết nối HDMI với chuẩn cao là 1.4A, cũng như sẽ hỗ trợ cái chuẩn video là 3D và một số cái công nghệ âm thanh về LDC, DSX. Và cái hệ thống này cho phép nâng lên là 11.2 kênh. Máy này là hàng đấu mạng nội địa Nhật về, hình thức còn rất là đẹp nha. Thì máy sẽ gồm một cái khiển zin theo đúng đời của máy ha, khiển Đà Nông, sách catalog, anten và cả cái bếp setup xịn ha. Đặc biệt là cái dòng này là được sản xuất tại Nhật nha, Made in Japan. Sẽ hỗ trợ cái dây mã chuẩn âm thanh cao cấp là Dolby True HD, DTS Master Audio. Về mặt thiết kế thì máy nó sẽ có hai cái cổng USB. Các bác sẽ thấy là phía trước một cái và phía sau một cái cổng USB. Và cái cổng USB này có khả năng để chơi được các file nhạc số thông dụng như là MP3, WMA. Và đặc biệt là cái dòng máy này thuộc dòng máy lớn của Đà Nông, nên có khả năng là đọc được file nhạc broadcast, nhất là file plug và file wave WMA. Đây là hai cái chuẩn nhạc số chất lượng, tức là không giảm chất lượng và chất lượng tương đương với là nhạc CD gốc. Về cái khả năng chơi thì cái cổng này có khả năng chơi tốt các nhạc broadcast chất lượng cao cũng như là dung lượng rất là lớn, không hề một cái gặp trở ngại nào. Về cái cổng HDMI, nó sẽ hỗ trợ là chức năng 3D cũng như là có khả năng lấy tín hiệu ngược lại từ Smart TV, tức là cổng ARC. Đặc biệt là cái dòng này nó vẫn có chức năng là All Stereo nha các bác. Đây, tức là điểm chỉnh là Multi CH Stereo. Tức là nghe nhạc bằng tất cả các kênh loa. Đối với Đà Nông thì nó vẫn sử dụng công nghệ độc quyền để xử lý tín hiệu âm thanh là công nghệ AL24 để triệt tiêu nhiễu trong bộ chuyển đổi DAC, làm sao cho tín hiệu nó sẽ thực sự là tinh khiết nhất. Cũng như là cái công nghệ ODC, Multi Equalizer XX, thì nó sẽ cần một cái mix setup như thế này để mà cắm vào cái phía trên đây để mà có thể cài đặt tự động ha. Sau đây sẽ mở luôn cái mix setup cho các bác xem. Đây cái mix setup đây rất là chuẩn xịn ha, của Đà Nông. Thì cái dòng này cũng thuộc là cái dòng gấu của Đà Nông, nên có thiết kế rất là chuẩn, rất là sắc sảo và chi tiết ha. Thì sau đây em sẽ cho các bác xem cái ruột gan của nó ha. Ruột gan rất là dày đặc ha, một cái biến thể to cực khủng ở phía giữa âm ly và hai dải sò hai bên ha. Đây, các bác sẽ thấy là hai dải sò, sò đặc trưng của Đà Nông nha, sò xịn Đà Nông luôn, không phải là một cái hãng nào khác mà là Đà Nông thiết kế đặc biệt cái dòng này cho cái âm ly của mình ha. Với thiết kế rất là đẳng cấp ha, toàn bộ sử dụng chip giải mã xịn ha. Cái con này nó vừa là dòng lớn vừa là có thể rất là nhiều cái công nghệ. Đây, các bác thấy là toàn bộ giắc cắm được kết nối mã vàng, chỉ những dòng lớn thì nó mới làm như vậy, những dòng cao cấp ha. Thì đến đây ta sẽ xem cái công suất là bao nhiêu. Đời Nông 100V, công suất cực khủng là 580W nha. Vừa công suất lớn vừa rất là nhiều cái công nghệ. Đây là em đang lắp bằng những cái cổng như sau, tức là đây là cổng Blu-ray là đang đi HDMI từ cái cổng HD box đi vào, hai media đi vào đây, và ở đây cổng Aura TV, và cổng out này có chức năng là ARC. Và đây là cái cổng quang ha. Đây em lắp sẵn đây, có tên là cổng TV ha.
và đây là cổng CD, là cổng analog ha, ba loại cổng thông dụng. Thì sau đây em sẽ test các ngõ ra của cái dòng âm ly này. Khi mà kết nối ta chỉ có hai lo thì ta sẽ lắp vào hai cái đường này, hai lo phong. Tiếp theo là lo center. Tiếp theo là lo surround. Và sau đó là hai lo surround back ha. Không hát. Tức là lo surround back ta phải mở ra chức năng bên trong. Đây là lo phong 2. Một số cái lo thì ta phải mở cài đặt từ bên trong. Rồi sau đây em sẽ tiếp tục là hướng dẫn về cách điều chỉnh. Thì các bác nhớ đây là cổng quang và cổng analog, thì sau đó ta sẽ test cái hoạt động từ phía trước. Ở đây là nó sẽ có cái ngõ là real, có khả năng mở rộng lên là 11.2. Cái rail đây, hai loa phong thì ta sẽ lắp vào hai ngõ này. Đây, phong left, phong right, ngõ sub 1, ngõ sub 2, 11.2, center, surround, surround back, phong hai left, phong hai right. Rất là nhiều cái cổng kết nối rail. Hình thức máy còn rất là đẹp, đẹp long lanh. Hàng đấu giá nội địa nhập về rất là đẹp. Ruột gan thì các bác sẽ thấy là dày đặc ha, thì nhìn cái ruột gan của nó thì ta cũng đã thấy cái cấu hình của nó như thế nào. Sau đây em sẽ hướng dẫn một vài cái thao tác cài đặt ha. Theo là ta test qua cái cổng là TV, là cổng quang ha. Đây đang được hoạt động bằng cái cổng quang. Tiếp theo là cái cổng analog, là cái cổng CD ha. Tất cả các lo đều hoạt động tốt và các ngõ được hoạt động ok. Tiếp theo là cái cổng USB ha, để test nhạc cái lossless. Trên cái khiển thì ta nhấn vào cái nút net USB ha. Net USB. Thì cái thông tin này nó sẽ vẫn hiển thị trên cái TV khi mà được kết nối với cổng HDMI. Ta nhấn Enter. Sau đó chọn xuống liên tục chiều mưa để test nhạc lossless phải black ha. Đọc rất là nhanh. Và ta có thể sử dụng cái khiển để mà nhấn qua bài như một cái đầu CD thôi, toàn bộ nút qua bài dừng lại ha. Đọc rất là nhanh, rất là nhạy. Đó là cái test cái cổng USB. Đọc nhạc nó test cực kỳ tốt. Rồi sau đây là cái thao tác để mà cài đặt. Cũng như là âm thanh đây. Để mà điều chỉnh bass chép á, thì đầu tiên ta vào một menu. Ở đây sẽ có nút menu. Nút return. Qua lại lên xuống enter ha. Thì đầu tiên ta phải bấm là ngược trở lại là cái nút là A mà B, tức là sẽ điều chỉnh lại là âm ly. Thì ta mới nhấn menu. Thì lúc này máy nó mới hiểu là đang điều khiển cho âm ly chứ không phải là còn lại là USB hoặc iPod nữa. Thì toàn bộ cái màn hình nó sẽ hiển thị lên đây. Để em thoát cái nhạc trên YouTube ra. Đây. Ta giờ di chuyển xuống mục là AV, Audio Adjust. Những mũi tên qua thì những mũi tên qua nữa ta sẽ di chuyển xuống mục Tone. Ở đây ta di chuyển lên mục là On. Thì ta có thể điều chỉnh bass chép tại đây. Tăng bass lên, Enter. Trở ra, tăng chép lên, Enter. Tiếp theo là chỉnh Equalizer. Audio Setting, những mũi tên qua ở mục
Multi Equalizer XT32 ha, đang là on, off thì ta chuyển sang menu ha, sau đó ta return ra. Thì lúc này tại đây ta sẽ có cái mục là menu Equalizer, ta nhấn enter và di chuyển xuống mục adjust CH, tức là chỉnh Equalizer. Ta có thể là chỉnh cho tất cả các kênh loa, hoặc là loa trái loa phải ha. Thì đây đang ở loa trái loa phải, thì ở đây em đã cài đặt các equalizer theo cái tần số dạng hình sin, thì các bác có thể thay đổi theo cái sở thích của mình. Sau đó ta trở ra. Tiếp theo là cài đặt nó ngõ vào. Di chuyển xuống là cái mục cạc ngõ vào. Đây, Success. Khi nãy là ta đang là ở Blu-ray. Ta sẽ di chuyển xuống mục là Shoot Level, thì ta sẽ tăng cái volume này lên, thì công suất âm thanh nó sẽ tăng lên rất là rõ rệt ha. Rồi, tiếp theo nữa là cái ngõ nãy là lúc trước đó là ta đang dùng là ngõ TV. Ta cũng di chuyển xuống là mục Shoot Level, tăng volume lên. Thì các thao tác này là chỉ cài đặt một lần thôi nha các bác. Em đã cài đặt sẵn thì các bác chỉ về việc là sử dụng mà thôi. Tiếp nữa. Tại vì chuyển xuống là mục rồi đó là cái cài đặt nó vào. Tiếp theo là cái cài đặt loa. Thì ta vào mục menu setup, di chuyển qua là mục speaker setup, chọn speaker config. Đây tất cả các loa ta cài đặt là LAT ha, tất cả là LAT lên hết. Rồi cái đó là cài đặt đầu tiên là ta phải cài đặt cái cấu hình loa, là loa zone 2, zone 3 hay là VM hay là phong hay ha. Đây ta chọn cái 11 kênh thì tất cả các kênh loa nó cũng sẽ hoạt động tốt hết. Rồi tiếp nữa là cái channel level ha. Giảm cái volume lại ha, thì sau đây em sẽ tăng volume của từng kênh loa lên hết ha, thì nó mới tăng cái lực hát của cái âm ly. Tất cả đều tăng volume lên. Có khả năng mở rộng lên đến 11.2 ha. Hai loa sub. Thì đó là một vài cái thao tác để mà cài đặt và sử dụng cái dòng âm ly đa kênh khủng long AVR 4311 của Đà Nông. Chất âm con này thì rất là hay ha, sử dụng toàn bộ linh kiện cao cấp ha. Đây là dòng lớn của Đà Nông, chất âm không hề thua kém bất kỳ một cái âm ly stereo trong cùng tầm giá. Chất âm mềm mại và đậm đà. Thì cái trọng lượng của con này là 18,2 kg.
khá là nặng. Đấy, em xin lỗi, con này là 15,8, kích thước là 434, chiều ngang là 434 và chiều cao là 171, chiều sâu là 414. Hình thức máy về rất là đẹp, đầy đủ phụ kiện remote zin theo máy. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt các bác.